các bạn, xin chào các bạn đã đến với kênh Mẹ Tấm Channel. Hôm nay mẹ Tấm lại vào bếp và làm cơm trưa cho cả nhà dùng nè. Hôm nay mọi người làm món gì nè? Mẹ Tấm sẽ làm món su su xào nè, cá diêu hồng mắm xoài và canh rau ngót thịt bò bằm nha. Nào bây giờ nếu mà mọi người quan tâm thì hãy cùng vào bếp làm cơm với mẹ Tấm nha. Đầu tiên thì mình sẽ băm hành tỏi nè. Mình cũng sẽ băm nhuyễn cái chỗ ớt này luôn nha các bạn. Mình sẽ làm món su su xào trước nha. Mình cần 500g su su. Giờ mình sẽ gọt vỏ sạch sẽ nè. Các bạn mua su su thì nên chọn những cái trái mà ít khía cạnh để mình dễ sơ chế nha. Khi chọn mua su su thì các bạn nên chọn những quả non, tươi, có lớp vỏ bóng và có nhiều gai nha. Quả su su ngã xanh nhiều và nhấn vào thấy mềm là quả đã non là ăn sẽ ngon hơn nha các bạn. Khi mà mình gọt vỏ rồi, mình muốn cái phần mủ của su su hết thì mình ngâm nha. Ngâm trong nước khoảng 2 phút, sau đó rửa sạch lại rồi cắt mỏng. Sau khi sơ chế su su sạch sẽ thì mình sẽ bắt một cái chảo cho vào đó 2 muỗng canh dầu ăn cùng với lại 3 tép tỏi đập dập nha các bạn. Khi mà tỏi vàng thơm thì mình cho su su vào xào. Lúc này mình xào su su trên lửa to nha các bạn để cái màu su su được đẹp á. Xào qua xào lại, xào tới xào lui, rồi mình vặn lửa nhỏ, mình nêm gia vị vào luôn nha. Mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt và bật bếp trên lửa trung bình và mình xào cho gia vị thấm đều vào. Mình xào và nêm lại sao cho vừa với khẩu vị gia đình mình nha. Xào và đảo đều khoảng 2 phút. Đến khi cái phần su su của mình chín thì mình tắt bếp và cho ra đĩa nha các bạn. Các bạn trong nè, cái phần su su của mình xào vừa chín tới, nó vẫn còn độ giòn của su su nha các bạn, rất là thơm ngon luôn. Bây giờ mình sẽ cho vào một ít hành lá và một ít tiêu cho dậy mùi. Như vậy là món su su xào của mình là xong rồi nè. Mình tiếp tục món thứ hai nha. Mình làm món thứ hai là món cá diêu hồng mắm xoài nha các bạn. Mình cần một con cá tầm 700-800g, 1/2 quả xoài xanh, 40g tỏi và 3 trái ớt nha các bạn. Cá sau khi sơ chế sạch sẽ, để ráo thì mình sẽ khứa cá như này nha các bạn. Mình bắt một cái chảo lên bếp, đợi chảo nóng thì mình cho dầu ăn vào, đun sôi dầu ăn thì sau đó mình cho cá vào chiên nha các bạn. Mình có một cái mẹo khi mà chiên cá là giúp cá vàng mà không bị dính chảo, đó là mình sẽ vắt cho vào đây một ít chanh nè. Cho vào một ít chanh khi chiên á, giúp mình không bị bắn dầu, còn giúp cá thơm, ngon và giòn hơn nữa các bạn. Khi chiên cá thì mình chỉ nên chiên cá với lửa nhỏ vừa. Mình nhớ canh thời gian để trở đều mặt cá, để cá vàng được hai mặt nha các bạn.
khi mình chiên cá đã vàng hai mặt rồi thì mình sẽ cho ra đĩa để ráo dầu. Cái quả xoài sau khi rửa sạch và gọt vỏ thì mình sẽ cắt lát như thế này. Mình chỉ sử dụng nửa quả xoài thôi nha các bạn. Nếu các bạn muốn ăn xoài nhiều thì mình làm thêm nha. Sau khi xoài cắt lát thì mình sẽ cắt sợi lại như này nha. Sau khi cắt xong phần xoài thì mình sẽ cho xoài vào một cái tô và mình đi làm phần mắm. Mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh nước mắm. Năm muỗng canh đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Trộn đều lên cho gia vị tan ra. Cho vào đây 1 muỗng canh ớt băm và 1 muỗng canh tỏi băm. Và như vậy mình đã có nước mắm. Mình sẽ cho hết cái phần nước mắm này vào xoài nha các bạn. Giờ mình sẽ cho xoài ra đĩa. Mình sẽ cho một ít rau răm nữa nha các bạn, để ăn kèm cho đỡ ngán á. Rồi mình sẽ cho con cá lên nè. Cá diêu hồng chiên mắm xoài mình nhìn ngon ghê chưa? Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Như vậy là cái món thứ hai cá diêu hồng mắm xoài của mình cũng đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi nấu nồi canh nữa là xong luôn rồi nè. Mình sẽ nấu canh rau ngót bò bằm nha. Mình cần 150g bò. Mình sẽ băm nhuyễn cái thịt bò này. Mình cắt lát ra cho dễ băm nè các bạn. Mình đi ướp luôn cái phần thịt bò nha các bạn. Mình cho vào đây 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê tiêu và 1/2 muỗng canh hành tỏi băm. Trộn đều lên và ướp thịt trong vòng 10 phút. Bây giờ mình sẽ cho một cái nồi nấu canh lên bếp, cho vào đó 1 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu ăn nóng thì mình cho vào đó 1 muỗng canh hành tỏi băm. Khi mà hành tỏi vàng thơm rồi, mình sẽ cho cái phần thịt bò vào xào sang lại. Khi mà cái phần thịt bò nó chín tái rồi á, mình sẽ cho nước vào nấu canh nha các bạn. Mình cũng sẽ nêm gia vị vào nồi canh luôn nha các bạn. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng cà phê bột ngọt. Nước canh sôi lên á, thì mình cho phần rau ngót vào. Khi mà mình cho rau ngót vào, nước canh sôi trở lại, mình thấy cái phần bọt nó nổi trên mặt thì mình hớt đi nha các bạn, để nước canh sôi vài dạo và mình tắt bếp. Như vậy là cái nồi canh của mình được rồi nè. Mình cho nước canh ra tô. Và như vậy bữa ăn ngày hôm nay gồm có 3 món thì cũng đã xong rồi.
Bây giờ mình dọn cơm lên thôi. Video chia sẻ bữa ăn của mình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu thấy thích video mình chia sẻ những bữa cơm như thế này thì hãy cho mình một nút like nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ những video tiếp theo khi mình post lên nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có những bữa ăn thật là ngon miệng bên cạnh những người thân yêu của mình nha.